Xin chào cô chú anh chị, hôm nay con sẽ review book Clip. Đúng rồi. Đâu, cho mọi người coi kìa. Quá trời mà nè. Dựng lên, dựng đứng lên. Wow. Nào đâu nha chị, màu này là màu gì ta? Bằng tiếng Anh là màu gì? Red, pink, orange, purple, blue, yellow, green, blue, brown. Đã quá vậy. Bên này. Black. Black à. Thích không? Ai tặng con? Mẹ mày. Rồi con có cảm ơn mi chưa? Cảm ơn đó là sao? Cảm ơn mẹ mi. Ôi. Thích. Đâu? Mình có thể sáng tạo bằng thông qua bông hoa nhiều màu này cũng được nè. Ôi, đã quá vậy. Tạo lên. Mình đá nè, ly nước nè. Mình vẽ lên thấy không? Thiết kế lên. Vẽ lên có nghĩa là mình sáng tạo, vẽ bộ này làm người lớn đi. Bút ai lết, bút thường không chậm được. Ở nền đen, bút acrylic là chậm lên nền đen được. Đúng rồi, đâu rồi, nên cho mọi người xem cái hình nó mới vẽ coi. Khoe luôn. Wow, đẹp quá vậy. Trời, đẹp dữ vậy. Mẹ nói là mẹ làm mọi người đi. Ừ, mẹ làm mọi người nè. Wow, tuyệt vời. Bé dễ đẹp quá. Rồi, bé thích nhất màu nào trong đây? Mẹ, nhìn màu luôn. Nè, thích quá ta. Ai tặng con vậy? Mẹ mời. Vui không? Mẹ vui. Ngồi kỹ trời. Rồi vô ga hả? Dạ. Rồi vô chụp hình nữ đôi dài nha. Mẹ quay kỷ niệm á, chụp hình kỷ niệm á. Đúng rồi. Đang đăng lên YouTube. Kênh YouTube của con tên gì qua này? Hả? Kênh YouTube có tên gì? Yuna Anomi quê lắm. Đúng rồi. Đẹp quá vậy, tô kỹ vô trời. Xịn quá ha. Mình chụp hình tắm đi. Rồi con tự chụp, thế mẹ cho con mượn điện thoại, con tự chụp. Cho mượn điện thoại nha, tự chụp con. Chụp thường nha. Mặt trước nó bị gì? Rồi chụp. Chụp ở cam thứ trước á. Quay cam là chụp bấm quay đi. Quay luôn hả kia hả? Quay xàm vậy nè, lắc dữ hả? Quay lắc dữ trời. Rồi chụp hình kỷ niệm chưa? Dạ. Nãy mới quay thôi mà chứ chưa chụp mà. Không chụp hình kỷ niệm đi. Có thể tạo được một hình mặt cười. Con thiết kế hình mặt cười hả? Đẹp nha. Mà mặt khóc sao? Không, chuẩn bị khóc nên là mới buồn. Mặt buồn sao? Mặt buồn. Vẽ to lên xíu, vẽ nhỏ xíu vậy sao thấy trời? Ủa, tại vì cái hình cái này nó nhỏ mà. Vẽ bự lên 2-4 ô cũng được vậy. Hả? Vẽ 4 ô luôn, vẽ bự lên xíu mình coi mới được chứ vẽ vậy sao thấy. Chụp hình đi. Thôi chụp hình rồi. Chụp hình chưa? Thì con tự chụp đi nè. Điện thoại con đó chụp đi. Thiết kế gì vậy? Dâu vẽ trái táo cho mẹ coi coi. Trái táo hoặc là gì? Dễ mà. Ừ. Ôi hay vậy, chiếc lá đâu với cây đâu? Cây. Ủa. Cái đó là tiếng Anh là gì ta? Apple. Rồi, quên nè. Cho mẹ cái này. Orange. Cho mẹ. Orange.
đào luôn, ok. Đào nó phải ấy chứ đồ công có công vậy hả? Đúng rồi. Không có cái lá giống chậu. Đúng rồi, không có lá. Giống cái mông đó. Cái mông đó hả? Giống cúc hả? Orange. Cây. Cây nhỏ thôi. Ủa, chim nào? Rồi vậy tô màu cam cho tới orange đi. Okay. Apple tô màu đỏ đi. Rồi tới. Đào. Đào hả? Đào hoa hồng hả? Ừ. Ủa, dễ thương nhờ. Chúng ta mồi quá. Đây chỉ mẹ dễ này. Sao con tô màu đi? Ủa, đợi xíu để tô. Đợi nó lấy màu xanh nó tô lá. Ừ, tô lá cây ha. Tô lá cây trước đi. Ừ. Chơi xong phải dẹp đúng chỗ vậy hả? Tô lá cây đâu? Đây, nó lấy xanh nhạt đi, vậy tô cái lá. Ừ. Rồi, lật. Ở xanh lạnh đi cho đẹp. Sao? Cho thấy nhìn giờ về ba vậy trời. Ở đây ăn được mày ơi. Xay đúng không? Trời ơi, cho cắn cho bố của ta. Lấy cái điện thoại dằn cái con dở lên đi con. Đây. Hả, nó ba tèo tèo uống được sao? Sao vậy? Dí nó mềm mà nó bay không vậy? Mỏng quá nó bay lên. Dí mỏng quá hả? Nó không còn bay nữa rồi. Dê nó không còn bay nữa. Lộn, lấy lộn. Cái mình nặng ta. Lấy mình nâu, tôi cái cây. Dặn bẻ quá. Không được. Con dặn á. Dặn gì? Ừ đúng rồi. Bẻ qua giật ra. Hay quá vậy. Có thể chồng lên được xuống luôn. Ừ. Nhưng mà dễ vậy được rồi. Nãy giờ cắn đau răng chết. Ngược rồi kìa. Quên. Ngược cái xỉu luôn qua. Mà xỉu luôn qua. Mà xỉu. Sụp lên xíu. Sụp lên xíu rồi để hả em tắm. Ôi buồn ngủ quá. Thôi đi ăn cơm. Thôi cho đó mệt nhé. Con giới thiệu tên kìa. Quá trời tên. Em tên. Anh này tên gì? Hết mấy bạn đó đang học thêm, còn Ken là thầy giáo. Ken hả? Cổ này chát chát cúp mô Galatha. Dạ. Bạn này cũng quên tên hả? Con này Bumbly chưa nè. Bumbly Galatha đâu này? Galatha à, dữ dằn anh trai. Con nhỏ dễ đẹp quá vậy mẹ. Này dễ đẹp quá hả? Còn đang đang vẽ con gì á? Đang vẽ con lời chứ con gì. Dữ dằn vậy sao? Đẹp quá ha. Bully đang đứng vậy nè mẹ. Ừ. Vẽ thêm ngón tay nữa rồi. 5 ngón tay gì được rồi đúng không? Đúng rồi. Không lẽ nhiều ngón tay chắc xỉu luôn quá. 10 điểm đúng rồi con. Nó bóng nè. Con tự chấm 10 điểm luôn hả? Này là chữ gì? A B C D E F G. Ủa dễ tô màu đẹp vậy? Bóng nè. Ôi, đúng rồi, cái trái này nó phải có cái kiểu vậy á. Cái kiểu bóng. Ừ, ánh sáng chiếu vô nó bóng bóng một bên vậy ha. Ôi đẹp nhớ, chụp hình kỷ niệm cho em kỷ niệm. Mọi người hãy đăng ký kênh cho con nha. Cảm ơn cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người. Đúng rồi, đã like. Đã like. Like, comment. Like, comment giúp cho đăng kênh ký. Với mẹ. Cho mẹ nha. Đâu kênh của mình tên gì? Yuna and Mommy Willow. Đúng rồi.
Hãy đem cho cô chú đi. Mì gió, mì gió. Mì gió là gì?